Siêu Nhân xin chào cả nhà mình nha. Nhân dịp năm mới, Siêu Nhân xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn mình trên mọi miền đất nước năm mới được nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống nha cả nhà mình ha. Vạn sự như ý cả nhà mình ơi. Thì hôm nay Siêu Nhân đến đây với động của chị Dung ở cả nhà mình ha. Để chút xíu nữa Siêu Nhân sẽ cho cả nhà mình xem tất cả các bé ở trạm Chị Dung. Trước hết thì Siêu Nhân xin giới thiệu với cả nhà mình ha. Hôm nay Siêu Nhân đến đây là theo yêu cầu của Mạnh Thường Quân, chị Kiều nha cả nhà mình ha. Hôm nay Siêu Nhân đến theo yêu cầu của chị Kiều, gửi về cho trạm Chị Dung là 4.6 triệu. Kêu Siêu Nhân mua gạo đến cho các bé. Thì bây giờ trên xe của Siêu Nhân hiện giờ là 6 bao gạo 150 kg. Để Siêu Nhân ra lấy thêm 150 kg nữa rồi Siêu Nhân sẽ tâm sự với cả nhà mình luôn ha. Cả nhà mình chờ Siêu Nhân chút xíu nha. Rồi 6 bao 150 kg nữa là Siêu Nhân đã chở đến luôn ha cả nhà mình ha. Và tổng cộng trong 6 bao, ngoài này 6 bao là 12 bao là 300 kg nha cả nhà mình, bao 25 kg. Rồi Siêu Nhân hiện giờ đã đến trạm của chị Dung nha cả nhà mình ha. Đây là cái trạm mà hôm đó là chị Phùng Thị Thu Cúc hỗ trợ xây cho các bé đó. Bây giờ để Siêu Nhân quay các bé trong nhà xong rồi Siêu Nhân sẽ lòn ra ngoài đó quay cho cả nhà mình xem nha. Bây giờ đi vòng khát nước quá, mua ly nước mía 10.000 này cả nhà mình. Và Siêu Nhân mua bịch xúc xích cho bé Ti của mình ha cả nhà mình ha. Đây. Bé này thôi. Rồi Siêu Nhân xin nói cả nhà mình ha. Bé này là của cô 77 tuổi hôm qua Siêu Nhân cứu cả nhà mình ha. Về rồi bây giờ là Siêu Nhân quyết định là đem lên bé gửi cho trạm Chị Dung nha cả nhà mình nha. Thì Siêu Nhân mới vừa lên tới thì để bé vô chuồng cho bé thông thả rồi Siêu Nhân sẽ nói với lại chị Dung là cho bé đi chích ngừa. Rồi nói chung là đầy đủ thủ tục cho bé hết cả nhà ha. Cả nhà mình thấy bé này chắc không có bị bệnh. Nhưng mà Siêu Nhân sẽ cho bé đi chích ngừa vaccine đầy đủ hết để Siêu Nhân sẽ dặn chị Dung nha cả nhà mình. Còn ở đây là các bé tạm chị Dung ha. Có mỗi bé này ồn thôi cả nhà mình. Đó, đây có hai bé này. Nhìn sao tội dữ vậy con hả? Hả, nhìn con tội dữ vậy, con già dữ lắm hả? Không có chị Dung là bé không nghe. Ủa sao cần cổ có máu chị? Bị gì? Té xe hả? À chích bị ép xe đem ra cái mổ đúng không? Dạ. Chó này có ai chị? Con này hả? Mới được sáng nữa. Chị cho em gửi cái này cho nói cho lớn chút xíu chị kẹp. Ủa bé này của chị Cúc gửi hả? Bé của chị Cúc gửi á. Mà bị cái gì mà đi chích? Nó là bị ho, bữa đi, lên đây là Nam đi khám là bị ho. Dạ. Trời, trước khi lên đây là đi khám là bị ho. Rồi cái chích quá cái bị ép xe rồi hả? Bị ép xe. Bây giờ phải đem rạch cái đó ra để xả cái hơi ra đúng không? Nó bể rồi, giờ chỉ rửa vết thương rồi thôi. Nó dạ. Bể rồi. À bé này là cái cô chị Cúc gửi à. Còn bé này em nói chị ha, bé này là của một người cô 77 tuổi lụm ve chai cứu được. Thì chị cho em như cả nhà gửi chị chăm sóc giùm cho bé. Thì 2-3 bữa nữa là bé nó tỉnh rồi đó. Em nghĩ là bé này không có bệnh. Nhưng mà khi bé nó tỉnh rồi chị đưa ra cái thú y mà gần chỗ thì á. Chỗ đó rất là rẻ. Đúng rồi đó, chỗ đó xuống đó không á. Dạ chỗ đó luôn hả chị? Rồi chị cứ qua đó chị nói hô là của Siêu Nhân kêu khám bệnh và chích ngừa giùm cho bé. Rồi tiền á thì chị khi nào chị ra chị alo em điện lại cái là chị về thôi. Khỏi trả tiền, bữa nào em xuống em trả cho. Rồi. Chị ha. Ra ngay chỗ thú y gần chỗ thùy á, chị biết có đúng không? Biết rồi, xuống đó không á? Mấy dạ. Bé xuống đó không à? Rồi chị cứ ráng cố gắng giùm em giữ chăm sóc bé giùm em ha. Kể như là chích ngừa vaccine đồ các thứ đầy đủ cho bé nha chị nha. Rồi chị cho em coi các bé, còn bé này sao? Bé này là bị mới triệt sản. Của ai? Của thằng Nam đi chở cho chị Cúc á. Ủa bé rồi cô chị Cúc luôn hả? Mới triệt sản xong à? Mới triệt sản mà vết thương nó còn nè, chị chưa thả, mấy con chưa thả ra, nó chưa thả. Ai ở đâu triệt sản chị? Sư Quỳnh với Hưng. Dạ. Trắng. Này cũng triệt sản luôn hả? Triệt sản không á? Triệt sản luôn. Này triệt sản luôn nè. Dạ. Mấy con kia chưa thả ra, mấy con này. Bé này của ai? Bé này của cái chị 11, 10 bé của Linh đó. Dạ.
bé này cô chị Cúc, bé này cô chị Cúc luôn. Cô Cúc luôn. À, em có nghe nói thôi chứ em không biết. Thôi Trắng à, con này dữ lắm. Thôi con, mẹ thương, mẹ thương, mẹ thương em, mẹ thương em. Mẹ thương em, mẹ thương em. Khó chịu lắm. Còn bé này cũng vậy, từ sáng luôn. Cũng cô chị Cúc luôn. Của chị Lê, của chị Linh ở bên mới cứu một người bé đó. Dạ. Rồi chị cho em coi ở trong đây còn bé nào hết. À. Hết rồi đúng không? Đây còn. À Lu đây Lu. Lu à. Bơ. Lu bơ. Hai con này nó không giống ai hết trơn á, nó không. Sản hay gì? Không, nó không có lợi gần mấy con kia được nên à. nên thôi nó hiền cũng tốt chị. Nên nó ở riêng ở đây. Rồi, mình đi qua bên kia mình cho cả nhà xem đi chị. Hai một con thì nó hú hí quá, để hai con thì nó im. Một con nó hú. Con này nó cũng bị chết nè. Bị đòn á, bà tô. Rồi siêu nhân nha, dắt cả nhà mình qua trạm mới của chị Dung nha, trạm mà bữa hổm chị Cúc hỗ trợ sửa đây cả nhà mình đó. Để siêu nhân đứng ngoài quay cho cả nhà mình xem đó, hai cả nhà mình thấy ha. Vô né chạy quay vô nè, không có ai. Né ra con. Có cái này siêu nhân góp ý với cả nhà nè, chị đóng lại cho lắm rồi. Siêu nhân góp ý với cả nhà mình, chị đóng lại đi. Nên làm cửa các bé như kiểu này cái nhà mình ha, để khi mà mình mở cửa mình bước vô các bé không có tràn ra cái đường chân mình á, đó cái nhà mình ha. Của sân quỳnh luôn hả? Không có này, chị ra chuột là mổ. Bu đồ mà bán là mổ luôn hả? Trời ơi, ba bé bu đồ luôn. Này là của chị Cúc nè, con bé mới thị sản của chị Cúc. Chị Cúc hai đứa đó. Mấy bé? Mấy bé. Ở trong đó kia một, ở đây hai nè, ba nè. Con bé Trắng nè. Nè, bé gái nè. Bé gái. Con bé Xu. Bé Xu, bé Xi. Xi à, Xi ngồi sau lưng kìa, núp kìa, lên cái chuồng á. Thôi con, Xu đã vừa kìa, cái này cút luôn á. Tuyệt sản luôn hả? Không nè, con này kìa, con này cái gái. À, của chị Cúc luôn hả? Chị Cúc luôn á. Chị Cúc tổng cộng 7 bé hả? 7 bé. Thôi, dữ vậy. Thôi, 7 bé ngồi sau, 5 chỗ. 1, 1, 4 bé bu đồ. 2 bu đồ. 2 bu đồ. 3. Nâu hả chị? Nâu, nó lặn nâu. Dạ. Thôi, vậy thương. Vậy thương. Cái miệng đứng cái miệng lại. Chị ngon mừng, chị ngủ đây hả? Chị ngủ đây hả? Chị ngủ đó hả? Có cái giường như mà 7, 7, 6 rồi đó. Mấy cái này mới mua hả chị? Này Sơn Quỳnh nữa lên, thịt sản mua luôn nè. Bữa thịt sản bữa thứ hai á. Dạ. Thôi con. Ớt, có ngày là hoài không? Nhấn cái miệng lại. Rồi, đây là trạm của chị Dung nha cả nhà mình ha. Trạm mà vừa hết giãn cách rồi, siêu nhân xuống xây trạm cho chị Dung và các bé đó cả nhà mình ha. Trạm chị Cúc hỗ trợ đó cả nhà mình nhớ ha. Thì theo như siêu nhân quan sát thì cũng có được ánh nắng rọi vô và trạm cũng sạch sẽ, các bé không có bị viêm da ha cả nhà mình ha. Như cả nhà mình cũng nhìn thấy chị Dung cũng cứ như là dọn vệ sinh đó, là ít có xịt nước á, đâm ra là cái nền nó khô thì các bé nó không có bị viêm da nhiều.
cái nền mà ẩm ướt hoài á, các bé tri qua tri lại thì nó dễ bị viêm da cái nhà mình ha, các bé khô ráo không có bị. Thì nguyên theo như Xuân Nhân nghĩ mà nguyên nhân mà các bé không có vệ sinh trong đây nhiều mà chị Dung đỡ dội nước á, là có một cái cửa hậu của bên hông, thì có lẽ là chị Dung nói là cho các bé ra ngoài đất vệ sinh cho cả nhà mình ha, mở cái cánh cửa sau lưng á, rồi bắt đầu cho các bé ra vệ sinh rồi các bé vô thì trong đây mình đỡ có xịt nước hơn thì các bé nó không có bị viêm da. Nói tóm lại thì theo như Xuân Nhân nghĩ thì cũng như là mình làm gì làm phải có một miếng đất cho các bé để các bé đi vệ sinh, các bé thường là thích đi vệ sinh ngoài đất hơn. Ở nhà mình quan sát cùng với Xuân Nhân ha, đó cũng nằm phơi nắng rồi cả nhà mình ha, không có ánh nắng rọi vô rồi. Hổm giờ chắc cũng mấy tháng trôi qua rồi, nhìn thấy trạm cũng giống như mới làm cả nhà mình ha, cũng được sạch sẽ, có giường bọng gì rất là nhiều. Cả nhà mình thấy các bé này cũng khá đông ha, đông ghê luôn. Có anh tỏi anh ớt gì á, anh ồn quá cả nhà mình, có mình anh ồn mà anh ồn cũng khiếp luôn á. Nó anh đó đó, cả nhà mình thấy các bé đi tới đi lui khô ráo, Xuân Nhân cũng gửi ha cả nhà ha. Thật sự là các bé nhìn vô kiểu như lông lá mượt mà là thấy vui cả nhà mình. Trạm mà không có đất cho các bé đi vệ sinh, các bé cái ị trong riết là cái mình dội rửa đó, mình dội qua dội rửa lại dội tới dội lui hoài thì nó ẩm ướt suốt luôn thì dễ bị viêm da lắm. Ánh nắng là không có đó, này ánh nắng rọi vô vẫn có, mát mẻ cả nhà ha. Ôi có mình con ồn à, có mình nó ồn à, không có nghe được có mình nó à. Chị Đại nhà này á, chị Đại á, sư tỷ á, Hương có mình nó hư rồi cả nhà, thấy không ha, mình nó hư à, mình nó sửa hoài à, con ngoan mà, con ngoan mà, cái mình nó sửa à, rồi im rồi đó, rồi Xuân Nhân xin nói cả nhà mình ha, thật sự các bé ở đây, cả nhà mình nhìn thấy, tổng cộng bao nhiêu bé rồi chị? 68 bé. Siêu Nhân muốn nói với cả nhà mình ha, dù là các bé ở nền xi măng, ở nền xi măng cũng vậy, thấy cả nhà ha, có nghĩa là nền gạch, nhưng mà các bé mà muốn tránh cái trường hợp mà bị viêm da nhiều, lây lan nhiều là cái nền phải khô, thấy cả nhà ha. Mình xịt nước mỗi ngày, vậy cứ như là cái nhà mình vệ sinh á, lúc nào cái nền nó cũng ướt hết á, rồi các bé nó sẽ ẩm ướt rồi các bé nó sẽ bị viêm da. Nếu mà ở nền xi măng mà vẫn được khô ráo như vậy thì các bé nó cũng né được cái sự viêm da rất là nhiều nha cả nhà mình ha. Thì hôm nay trạm chị Dung đã được là 68 bé rồi. Siêu Nhân nhìn cũng thấy các bé rất là khá đông. Các bé nó hơi ồn, có nhiều khi nói chuyện cả nhà mình không nghe, cũng mong cả nhà mình thông cảm ha. Em nói chị ha, hôm nay chị được chị Kiều ở Mỹ dạ hỗ trợ cho chị là 4.6 triệu ha, nói em là mua gạo đến cho các bé, nhưng mà em chỉ mua được có là 300 kg thôi, nhưng mà hai chuyến xe em chở vậy đó, nhưng mà gạo dưới này thì sau đó nó mắc hơn gạo trên em chút xíu, cái gạo cái hiệu gì quên rồi, Thơm Lài, Thơm Lài nó hơi cao chút xíu, là em mua là 13.400 một ký, 13.400 ký thì em mua là thành 300 kg thành 4.020.000, còn lại là 4.6 triệu, còn lại là 580.000 em xin giao lại cho chị, mua rau củ quả gì cho các bé đó. Cái này là em làm theo ý kiến của chị Mạnh Thường Quân, giống như là chị Kiều dặn sao em làm vậy, nói là mua gạo cho các bé. Em cũng nói với chị Kiều và cả nhà mình cũng thông cảm ha. Siêu Nhân xuống chỗ này thì mua gạo nó hơi cao chút xíu, nhưng mà gạo Thơm Lài còn cái gạo dở hơn chút xíu nữa này không có đó, thì số tiền thì mua, nói chung là mua gạo mắc thì cái tiền nó còn ít lại, chị cũng thông cảm giùm em ha. Rồi không có ồn nữa. Chào cả nhà, xin cảm ơn chị Kiều ở Mỹ đã giúp đỡ nguồn thức ăn cho các bé nhà mình. Mình xin cảm ơn các mạnh thường quân trong ngày nước trong thời gian qua, và Siêu Nhân đã giúp đỡ cho các bé nhà mình. Mình xin chúc cả nhà luôn khỏe mạnh và bình an trong cuộc sống. Mình xin chào cả nhà. Rồi, cảm ơn chị nhiều.
rồi chị cho chị nhớ cho em gửi Becky đó nha. Bây giờ Becky đó chị cứ làm các thủ tục đầy đủ đi, xuống dưới đó là cái gì chị điện em trả tiền cho ha, cái gì ha. Biết rồi, chị biết mà. Dạ. thôi ồn hoài, muốn gờ lắm mà sợ cắn quá à, cái mặt nó kìa chuyên môn sủa sủa dữ lắm, sủa luôn nó à. Không nghe được nó, ẩm lên mấy em qua là đầu lắm. Dạ. Dây, nó răng, nó sủa. Thì siêu nhân tới đây á, từ cái ngày mà siêu nhân làm cái trạm này xong, xây cái nhà này xong rồi siêu nhân hôm nay mới trở lại cái nhà mình ha. Thì siêu nhân nhìn thấy cũng chung là rất là vừa ý, là thật sự ra vẫn còn giống như là lúc mới vừa làm xong cái nhà ha, rất sạch sẽ, nền cũng sạch sẽ và nói chung là hầu như là đều thoáng mát cho các bé. Nhìn vô các bé thì mập ra, tròn ra, không có bị viêm da, nền chơi của các bé được khô ráo ha, không có ẩm ướt gì hết. Siêu nhân rất là vui, rất là mừng, thật sự ra như vậy mới là tốt cho các bé nhiều lắm nha cả nhà mình ha. Thì các bé ị là mình phải dội nước, dọn vệ sinh, siêu nhân đồng ý, nhưng mà cái này là nó còn có một cái cửa hậu, còn có một cái cửa hậu cho các bé ra ngoài đi vệ sinh, các bé đi vô trong thì đâm ra trong này nó mình đỡ vệ sinh hơn thì các bé nó sẽ sạch hơn cả nhà ha. Nó cái này là mình mở cửa hậu đó, các bé chạy ra ngoài đó, đi vệ sinh ngoài đó rồi các bé vô thì ở trong đây nó sẽ sạch. Cà pháo được cô ca rồi. Siêu nhân xin khép clip lại nha cả nhà ha. Siêu nhân xin đại diện chị Dung và các bé chân thành cảm ơn chị Kiều, và xin chúc chị Kiều và gia đình chị Kiều luôn luôn được nhiều sức khỏe và bình an nha. Siêu nhân cũng xin chúc cả nhà mình là được nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống luôn ha cả nhà ha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều, luôn luôn đồng hành cùng siêu nhân trên mọi nẻo đường ha. Dù siêu nhân làm việc gì, đi đến đâu cả nhà mình cũng được sự ủng hộ cả nhà mình hết. Siêu nhân vui và hạnh phúc lắm. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Không có sữa nữa. Tạm biệt cả nhà mình nha. Hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo ha. Bye bye cả nhà mình.